Xin chào tất cả các bạn. Ở tập trước, chúng ta đã có nhiều thứ hay để kể. Nhưng tập này, chúng ta lại còn nhiều thứ thú vị hơn. Ở tập trước, hầu như bạn áo mặc trắng rất là độc ác, đã giết hại bao nhiêu người. Tập này, bạn ấy chắc là bạn ấy sẽ hối lỗi và nhận ra lỗi lầm của mình. Và mình cũng sẽ tặng cho các bạn nhỏ số bóng bay này. Vì các bạn nhỏ ấy rất là tội nghiệp, mình phải là chú hề tốt bụng, đúng không Lan Khả các bạn? Các bạn ơi, mình là hề trắng đây. Mình cũng đã rất là hối lỗi vì bao nhiêu lần mình đã làm. Mình xin lỗi các bạn nhé, để đền đáp công ơn ấy, mình sẽ tặng cho các bạn số bóng bay này nhá. Rất là nhiều bóng bay đẹp luôn nhá. Còn mình là hề mặt nâu, mình cũng xin tặng các bạn hai quả bóng bay này. Hai quả bóng bay này là do chính tay mình tạo ra. Các bạn ơi, các bạn hãy chia sẻ số bóng bay này cho các em nhỏ nhé. Các em nhỏ ấy rất là tội. Và mình cũng xin lỗi tất cả một cách cả các mọi người sau đây nhé. Xin lỗi bạn áo đỏ. Xin lỗi bạn áo xanh. Xin lỗi bạn áo hồng. Xin lỗi bạn chèo thuyền. Xin lỗi bạn chèo thuyền mặc áo tím. Xin lỗi bạn nhé. Xin lỗi bạn. Xin lỗi bạn nhé. Xin lỗi bốn bạn nhé. Xin lỗi 5 bạn, xin lỗi 6 bạn, xin lỗi 2 bạn, xin lỗi 1 bạn và nhiều bạn khác. Mình cũng xin lỗi tất cả các bạn này luôn. Này, bây giờ mình sẽ phát bóng bay cho các em nhỏ nha. Đây, của em một quả bóng. Đây, của em một quả bóng nhá. Đây, của em một quả bóng. Của em áo xanh thế này. Và cả em áo hồng nữa. Vậy là mình đã phát hết tất cả số bóng bay rồi. Thật là vui biết bao đúng không các bạn? À, hay là anh em chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Ừ. Ý kiến này đi em. Anh em ta cùng đi du lịch. Tại một hòn đảo. Hòn đảo này có vẻ tối thế nhờ. Thôi anh không đi đâu. Ừ, thôi em cũng không đi đâu, em lười lắm. Này trời tối, anh cũng không đi đâu, anh thích ở nhà cơ. À, anh có ý kiến này, hay là chúng ta cùng nhau đi lấy quà của ông già Noel đi. Ờ, cũng được, ok. Ờ, cũng được đó anh, đi thôi. Đi. Wow, một đống quà này. Một đống quà này là của anh em mình. Anh hộp quà màu trắng. Anh hộp quà màu vàng. Anh hộp quà màu xanh. Tất cả đống quà là của anh. Tất cả đống quà là của anh. Không biết của anh, của anh, của anh. Mệt quá. Thôi anh không lấy quà này đâu, anh về đây. Ê, em nhanh tay cho nên em được nhiều quà. Thôi em cũng đi về đây để em về nhà em bắt quà. Em thì chậm tay mất rồi, nhưng hôm sau em vẫn còn được hai hộp quà. Hôm sau ấy em về nhà em bóc đây. Và thế là hai anh em về căn nhà. À, trong đầu mình bỗng nhiên nghĩ ra một ý định. Đó chính là mình sẽ bắt cóc tí tại địa điểm của căn nhà bách. Thả tay em ra. Còn lâu. Thả em ra, thả em ra. Ủa, có chuyện gì ồn vậy ta? Sao nhà của hai anh em kia lại nhiều ồn ào thế giờ? Ồ, mình nghe thấy tiếng trẻ em hay sao á? Chết rồi, phải đi báo công an á. Ủa mà anh ấy nhớ là đã hối lỗi rồi mà. Sao bây giờ vẫn chưa hối lỗi? Tại sao vậy? Alo, có phải 113 không ạ? Phải, tôi là 113 đây, có chuyện gì không ạ? Đây là đường dây nào? Ở đây đang có vụ bắt cóc trẻ em này. Mau nhanh tới đây đi. Tôi đang bận rồi. Liệu tập sau chúng ta có thể giải cứu được không? Hỏi các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhớ. Mặc dù mặt trắng đã biết hối lỗi, nhưng mà bây giờ lại phạm tội. Liệu các bạn có thể tha thứ cho anh ấy không? Mời các bạn đón xem tập ngày mai.